Không chỉ dừng lại ở nét đẹp văn hóa, giờ đây dệt thêu thổ cẩm còn là một nghề tạo ra giá trị kinh tế, đem lại thu nhập cho đồng bào vùng cao. Để các sản phẩm thổ cẩm địa phương đến được với đông đảo du khách, nhất là ở những điểm du lịch nổi tiếng, nhiều cách làm sáng tạo đã được triển khai, trong đó chú trọng nâng cao đến chất lượng, mẫu mã và quảng bá giới thiệu sản phẩm. Những mảnh thổ cẩm này được chị Lò Mùi Liều đặt mua ở nhiều nơi về để may thành trang phục của các dân tộc hoặc những sản phẩm lưu niệm. Không chỉ may mới, chị còn thu mua những bộ trang phục cũ của bà con không còn dùng đến để bán cho khách muốn tìm hiểu về trang phục cổ truyền của người dân tộc thiểu số Việt Nam. Hiện thổ cẩm của chị đã có mặt tại nhiều nước trên thế giới, có những bộ quần áo lên tới cả chục triệu đồng. Thì mới đầu thì em cũng chỉ đem tơ và chỉ tơ của dân tộc bản địa mình đi vào để đổi thu mua gom đổi lại những đồ cũ, giúp dân tiêu thụ đồ cũ và mang đồ mới đi đổi đồ cũ. Thì sau làm thấy đam mê thì em cũng vào trên mạng để bán hàng qua trên điện thoại thì được 6-7 năm nay thôi. Một hướng đi đang được nhiều hợp tác xã tổ nhóm dệt thổ cẩm duy trì là sản xuất sản phẩm dựa trên nguyên tắc tận dụng tối đa các nguyên vật liệu sẵn có trong tự nhiên, tuyệt đối không sử dụng bất kỳ một loại hóa chất công nghiệp nào trong mọi công đoạn. Từ đó đã tạo ra được các sản phẩm mang tính dân tộc, thân thiện với môi trường, an toàn trong sử dụng, thu hút được nhiều du khách đến tham quan quy trình sản xuất, mua sắm sản phẩm. Ở đây giống như may thường như này thì hàng một tháng nếu mà có khách thì có thể đến 1 đến 2 triệu, còn không có khách thì 100-200 cũng có. Nói chung vẫn muốn giữ cái bản sắc dân tộc của mình ấy, không muốn như bây giờ lớp trẻ thì mình cũng nên dạy họ là nên thêu thùa nhiều để đừng mất gốc ấy. Mình muốn giữ cái truyền thống của mình nhiều hơn. Nghề dệt thêu thổ cẩm của Lào Cai có ở hầu hết các địa phương, nhưng tập trung ở chủ yếu là thị xã Sapa, các huyện Bắc Hà, Văn Bàn, Bảo Yên. Để thúc đẩy ngành nghề truyền thống này phát triển, tỉnh đã có rất nhiều chính sách hỗ trợ, vừa góp phần bảo tồn bản sắc truyền thống, đồng thời tạo ra những sản phẩm du lịch thu hút du khách đến với Lào Cai. Chúng tôi cũng định hướng cho các cái cơ sở sản xuất phấn đấu để xây dựng các cái sản phẩm trở thành sản phẩm OCOP của tỉnh, để làm sao mà cái sản phẩm này nó đủ điều kiện tiêu thụ, giới thiệu, quảng bá trên các cái sàn thương mại điện tử trên địa bàn cả nước. Đến với Lào Cai, mỗi du khách không quên tìm mua một vài món đồ được làm từ thổ cẩm, vừa để tìm hiểu nét văn hóa của đồng bào nơi đây, vừa làm quà cho người thân và là món đồ kỷ niệm sau chuyến du hành, để rồi lưu luyến mãi vùng đất địa đầu giàu bản sắc văn hóa dân tộc, thấm đượm tình người.